Ở phần trước, bố vợ tôi trong cửa hàng đồ cổ đã bị lừa mua một bức tranh giả. Chủ cửa hàng tuyên bố rằng mình có sự ủng hộ từ một đại đội trưởng. Anh buôn bán gian dối. Bố, đừng lo lắng. Trước tiên, để con xem ngươi đến đây làm gì. Thấy tôi, Giang Yến có chút ngạc nhiên. Ngươi thì biết cái gì? Giang Cảnh Nhân bị chủ cửa hàng lừa, vậy là chút giận lên tôi. Tôi cũng không tức giận, vừa lấy cuộn giấy trong tay của Giang Cảnh Nhân, tôi xem kỹ từng chi tiết. Đây là bức tranh đường tăng cưỡi xe máy. Bức tranh này mở ra rất to, dài khoảng 1 mét và rộng 1 mét. Trong bức tranh, đường tăng màu lòi, dưới mông là chiến mã cực bốc, trông nó thực sự sống động. Nhưng dựa vào phong cách vẽ, có vẻ như nó được sao chép bởi hậu thế. Ông chủ người bán cho bố tôi với giá bao nhiêu? Dù là hàng giả nhưng cũng do ông ấy nhìn nhầm. Tôi nói cho các người biết, 500.000 tôi sẽ không trả lại một xu. Mặc dù biết rằng bố vợ thích sưu tầm đồ cổ và tranh chữ, nhưng không ngờ ông ấy chịu chi như vậy. 500.000 đồng này giá cũng hợp lý. Ngươi nói gì đấy? Giang Cảnh Nhân tức hộc máu. Ông chủ cửa hàng ngay lập tức vui mừng và cười tươi. Vẫn là anh bạn nhỏ biết nhìn hàng. Tôi chỉ nói giá hợp lý nhưng vẫn đắt một chút. Mong chủ cửa hàng tặng thêm cho tôi một vài món nhỏ. Không vấn đề, anh bạn nhỏ muốn thứ gì nào? Lần này gặp kẻ ngốc, cửa hàng chỉ có những món hàng tồn kho, món đắt nhất cũng không quá 50.000. Dù cho tôi tặng hết cũng vẫn có lời. Tôi không cần cái khác, chỉ cần bức chữ này là được. Tôi chỉ cười và chỉ vào tấm giấy chữ bên cạnh. Được, không vấn đề, vậy là hoàn tất giao dịch. Không thể rút lại đâu đấy, một lời đã định. Hà Gia Vinh, anh quá đáng quá rồi. Anh dựa vào cái gì để quyết định thay ba tôi? Thằng vô dụng này. Bức chữ hỏng và bức tranh giả này cũng không đáng 10.000 đồng, anh lại đi mua với giá 500.000 đồng. Thôi được, tôi nghĩ ngày mai anh không cần đi làm anh nữa. Anh hãy đi ly hôn với con gái tôi ngay đi. Tôi nghĩ anh bị điên thật rồi. Vừa ra khỏi cửa hàng đồ cổ, hai người đấy bắt đầu mắng tôi thật lớn. Họ giận dữ rời đi, để tôi cảm thấy khó chịu. Làm sao mà hai người biết được giá trị của tấm chữ này? Lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ Vương Công Huân. Gia Vinh, bây giờ có thời gian không? Có thể giúp vợ tôi châm cứu được không? Ông Vương à, tôi có thời gian, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Khi tới nhà Vương Công Huân, vợ của anh ấy, Trịnh Vân Hạ, đứng bên cạnh, làm cho tôi có cảm giác như người này là hiền thê lương mẫu. Gia Vinh à, cảm ơn anh đã chữa bệnh cho cha tôi lần trước. Xong rồi ở lại và cùng nhau ăn cơm nhé. Không có gì, giúp đỡ được anh Vương là niềm vinh hạnh của tôi. Sau nửa giờ châm cứu, Trịnh Vân Hạ cảm thấy cả người tràn đầy sức lực. Lưng tôi không còn đau nữa, chỉ cần châm cứu thêm vài lần nữa là khỏi bệnh. Gia Vinh, cảm ơn anh rất nhiều. Cậu trẻ như vậy mà y thuật lại cao như vậy, thật là có triển vọng. Gia Vinh à, không phải là gì tự khen, con gái tôi cũng cùng tuổi với anh. Hình dáng và ngoại hình không có gì để chê. Nếu anh muốn, dì sẽ giới thiệu cho anh. Không thể nào, Trịnh Vân Hạ thực sự thích người trẻ đang đứng trước mặt. Trước đây chỉ là nghe nói, bây giờ nhìn thấy, thực sự là trưởng thành và đáng tin cậy hơn so với người trẻ thông thường. Dì à, tôi, ai ra, được rồi, em thật là. Người ta được anh mời đến để chữa bệnh cho em. Em nói những điều này làm gì? Chưa chờ tôi nói xong, Vương Công Huân không thể nhịn mà than thở với Trịnh Vân Hạ. Nhưng mà, Hà huynh đệ, con gái tôi thực sự xinh đẹp. Muốn năng lực thì có năng lực, thật xứng đáng với cậu. Cậu thật sự nên suy nghĩ. Ngay lập tức giọng điệu Vương Công Huân thay đổi, nhìn tôi cười tươi tươi nói, giống như một con cáo già. Không cần, bệnh của Trịnh Vân Hạ vẫn cần dùng thuốc điều trị. Nếu anh Vương thuận tiện, hãy đi cùng tôi đến hiệu thuốc lấy thuốc nhé. Khuôn mặt tôi đỏ cháy lên, cảm thấy không thể tiếp tục. Khi trên xe, điện thoại của tôi rung lên đột ngột, Vương Công Huân đã gửi tin nhắn cho tôi. Đây là số liên lạc của con gái tôi, hai người không có gì thì hãy giao lưu thêm. Vương Công Huân cười hắc hắc, tôi cảm thấy một chút vô lực, cảm thấy mình thực sự bị lừa. Giang Yến là vợ của mình, mặc dù thực ra tôi vẫn độc thân, nhưng lại bị gắn cho cái danh hiệu đã có vợ. Không còn cách nào, ai bảo mình sống trong thể xác người khác. Hà huynh đệ hãy nhìn, ở đây lại mở một quán cơm miễn phí mới.